đánh bại Argentina, Pháp vào bán kết bóng đá Nam Olympic 2024. Rạng sáng ngày 3 tháng 8, tại tứ kết môn bóng đá Nam Olympic 2024, chủ nhà Pháp đã thắng 1-0 trước Argentina để điền tên vào bán kết. Mateta tỏa sáng với bàn thắng ở phút thứ 5 cho tuyển Olympic Pháp. Ngay phút thứ 5, tuyển Olympic Pháp đã gặp thuận lợi với bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Gianfilippo Mateta bật cao đánh đầu tung lưới Argentina. Sau bàn thắng sớm, đội chủ nhà đã thi đấu một cách hiệu quả hơn đối thủ. Họ cầm bóng nhiều, gây sức ép và có số cơ hội ghi bàn vượt trội. Phút 20, Mateta lại có khoảng trống trong vòng cấm. Nhưng lần này cú dứt điểm của anh không thắng được thủ thành Rulli. Hàng phòng ngự Argentina gặp rất nhiều khó khăn để ngăn cản các đợt lên bóng của Olympic Pháp. Trong khi đó, hàng công của họ lại bế tắc và các cú sút cũng không gây ra được nhiều nguy hiểm. Phải đến phút 36 Argentina mới có được pha dứt điểm đáng chú ý, thế nhưng Medina lại đánh đầu ra ngoài rất đáng tiếc trước khung thành rộng mở. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Mascherano đã yêu cầu Argentina chơi tấn công nhiều hơn. Ngôi sao Julian Alvarez dù chơi đầy năng nổ nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả. Sau đó, sự bế tắc đã trở lại khi tuyển Olympic Pháp chơi tập trung. Đội chủ nhà thường xuyên tận dụng tốc độ của Michael Olis, Magnet Aquilao để tung ra các đường phản công nhanh. Argentina phải hoàn toàn bế tắc trước đội chủ nhà. Phút 84, Olis xoay người dứt điểm đưa bóng bật người hậu vệ Argentina đi vào lưới. Tuy nhiên trọng tài đã hủy bàn thắng này sau khi tham khảo VAR và xác định Aquilao đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương trước đó. Dù vậy tình huống này không làm thay đổi cục diện trận đấu. Pháp bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước một Argentina chơi bế tắc, rời rạc. Ở trận đấu trước đó, Ai Cập đã vượt qua Paraguay trên loạt sút luân lưu sau khi đã hòa nhau 1-1 trong 120 phút. Như vậy, 4 đội giành vé vào bán kết môn bóng đá Nam Olympic 2024 là Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập và Morocco. Trong đó, Pháp sẽ chạm trán Ai Cập, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Morocco.